Đây thì thưa cô bác anh chị, thì cái số lượng này là 70 suất quà thì sẽ chia cho chuyển tới cái địa điểm cách ly để gửi tới những cái hộ dân, thì lát xíu sẽ dùng cái chiếc xe này để chở đi. Bây giờ thì mình cũng sẽ liên lạc với bên khu phố để bên đó sẽ bố trí người nhận. Bây giờ chuẩn bị, mình sẽ đóng cửa xe để chuẩn bị đi nhé. Cái điểm này thì sẽ đếm 43 phần nha các bạn. Đây rồi, sẽ kêu các bác tổ trưởng ra để các bác phát. Thì ở đây các cô chú làm hai vòng. Cái vòng thứ nhất là ở ngay ngoài này cô bác ạ, là cái dây này để ngăn không có cho ở ngoài, ngăn không cho ở ngoài vô tiếp xúc tận bên trong. Còn cái điểm phát tút ở bên trong kia cơ. Đây cũng có những chú, các cô chú ở đây ra phụ. Trong cái khu này đó các bạn, là cũng nói chung là khi mà trong các cái khu phong tỏa, tạm phong tỏa như này thì bà con là chỉ sinh hoạt ở trong thôi. Và nói chung là các cô bác thì cũng chỉ từ cái sợi dây này đi vô trong chứ không có đi ra tận ngoài. Ở đâu? Em ở đâu? Bông một ép, bông một ép, bông một ép. Có không? Ở đó nha, chứ không, cái này ở trong này. Từ đâu? Nói đi, từ đi. Hỏi cái mấy còn mấy đứa ở chỗ có không? Không có. Có ai vợ chưa chưa? Có một hộ, cái có một nhà là một bịch. Một nhà một bịch. Xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Thưa quý cô chú anh chị, hôm nay thì Tuấn Dương sẽ dùng cái số tiền của ông Trang Nguyễn ở Hoa Kỳ. Thì ông có gửi chuyển khoản cho Tuấn Dương qua Vietcombank với cái lời nhắn là giúp cho người nghèo khó khăn mùa dịch thời Covid. Và cái số tiền ông gửi là 13.872.000. Thì lúc này đó là không có nấu cơm và phát cơm được vì đang trong cái quy định là giãn cách xã hội và không có tụ tập quá 2 người ở nơi công cộng, nên là đã chuyển sang xin phép ông. Còn xin phép ông là cái số tiền này đó thì sẽ chuyển sang để phát những các cái lương thực, thực phẩm, và mình sẽ dùng cái xe tải mình vận chuyển đến tận nơi để phát cho bà con ở trong khu cách ly. Thì con cũng đã có liên lạc với cô Kim bên nhóm từ thiện Pháp Hoa và liên lạc với bên tổ dân phố, mặt trận Tổ quốc, những cái cầu nối để lên danh sách những cái hộ mà thực sự khó khăn đang cần giúp đỡ trong khu cách ly. Và con có phụ thêm một chút để cho nó tròn cái số tiền là 14 triệu. Thì với cái số 14 triệu này mình sẽ chuẩn bị tương đương là mình sẽ chuẩn bị là khoảng và 70 cái suất quà, mỗi một suất thì có giá trị là tương đương khoảng 200.000. Thì cái phần quà này là do nhóm cô Kim cùng các Phật tử làm, chứ còn có một mình con thôi thì con cũng không có thể
tự làm được. Thì đây là công sức của cũng rất là nhiều những các cô chú đóng góp sức vào để mình đặt mua rồi mình phân chia. Dạ con chào cô, thì thưa cô có thể chia sẻ thêm một chút là hiện nay về tình hình mua bán thực phẩm ở Việt Nam như thế nào không thưa cô? Cô chào Tuấn Dư, cơn sườn hôm nay em chào anh đã có sự ủng hộ hôm nay về cho nhóm tiền hôm qua phát quà cho con đi. Nói chung là tình hình với Việt Nam mình rất là bây giờ nói là trầm trọng anh ơi, rất là khổ luôn, tại vì giờ bà con không được ra ngoài đường mà cái ổ dịch thì càng ngày càng đông, người thì bệnh nhiễm rất là nhiều luôn, khổ lắm. Thành ra nói chung là em với Tuấn Dương đi như thế này cũng rất là buồn lắm, tại vì không phải là mình không sợ bệnh nhưng mà vì đồng bào mình đó thì em với Tuấn Dương phải hy sinh như vậy để có chút xíu quà cho những người đã cách ly người ta dùng. Thật sự tụi em cũng rất là sợ luôn á. Thì qua đây em cũng là cảm ơn anh rất là nhiều đã hỗ trợ những cái sức này để em phát cho cái khu cách ly của phường 11, quận 1, đây là khu dân cư nghèo. Thì em cũng mong là bà con hải ngoại mình giúp đỡ cho kênh Tuấn Dương nhà em để có nhiều xuất quà hơn nữa để phát cho những đồng bào nghèo của mình đang bị Covid nha. Em cảm ơn rất là nhiều. À, thưa cô thì con cũng được biết là hàng hóa lúc này mua thì nó cũng hơi khó khăn, nói chung là cũng vẫn mua được nhưng mà nó có những cái gì khác so với trước thì cô có thể chia sẻ thêm không? Nói chung là chưa dùng dịch thì mình mua ở đâu cũng có hết, thực sự bây giờ mình có tiền cũng không có mua được nữa. Giống như em là phải là chạy đôn chạy đáo luôn, có nhiều khi người ta hứa với mình là không có luôn, em phải chạy tùm lum hết để gom đủ cái số lượng mà ở ủy ban người ta xin cho bà con đó. Nói chung vừa về cái này xong là đi kiếm nữa, đồ mắc gấp 3-4 lần luôn. Thì anh có nghĩ là một ký rau mà ở đây là mấy chục ngàn luôn, rau mùng tơ mà mấy chục ngàn một ký luôn, rất là khổ luôn á. Bởi vì nói chung là do là không có di chuyển được, thành ra hàng mắc, rất là mắc luôn. Giống như gạo này nè, nhiều khi bây giờ cũng rất là khó kiếm luôn, rất khó luôn mà lên dữ lắm. Như hồi xưa mình ăn thí dụ gạo 15 ngàn nó cũng rất là tương đối ngon, giờ 15 ngàn người ta tương đối được thôi. Còn mì cũng vậy, là mì lên á hồi xưa có chỉ có sáu mấy thôi, bây giờ em thật sự đi mua 90 nhiều khi nó đòi 95 nữa thì hên xui thôi, tại vì mình mua không có, mình phải mua tập quá thì nó mắc đó. Rồi đường cũng vậy, nhiều khi anh thấy những cái hàng này là có nhiều khi có nhưng không, nhà dầu không có là phải thế cá vô. À, dạ. Đó. Tức là nếu mà dầu không có là cô thế vào bằng ba lon cá này. Đó, dạ vâng. Dạ. À, vâng, vậy thì cô chú anh chị mình coi video clip hoặc là cô chú nhận quà cũng thấy nếu mà không có cái chai dầu ăn thì là sẽ được thay thế bằng ba lon cá, bởi vì bây giờ cũng phải gom rồi có những cái gì thiết yếu thì mua cho nó đủ cái cơ số tiền như vậy cho nó tương đương. Rồi thì qua đây con cũng xin cảm ơn cô và ở đây thì con có gửi cô tổng cộng đây cái số tiền là 14 triệu. Đây cô đếm lại đi ạ. Và con cũng xin phép ông Trang Nguyễn là ông gửi cái số tiền là 13.872.000 chuyển khoản. Thì con có phụ thêm một chút để cho tròn tiền để mình mua cái số lượng là khoảng tổng cộng là 70 suất và mình sẽ phát trong ngày hôm nay. Đúng. Dạ dạ. Rồi đủ đúng không cô? Dạ rồi, con cảm ơn cô. Thì con cũng xin lỗi ông Trang Nguyễn là vừa qua đó thì cũng có nhiều người gọi điện cho con cũng không gọi được là do con cũng khóa máy, bởi vì con cũng có một số những cái chút bị rắc rối nên là không có kịp trả lời ông được. Thì con cũng qua đây thì cũng mong ông thứ lỗi cho con. Thì cũng không biết nói gì hơn, một lần nữa thì cảm ơn ông Trang Nguyễn, cảm ơn cô. Và bây giờ mình sẽ đóng gói những cái suất này vào rồi mình đi phát cho bà con cô ơi. Dạ. Thì bây giờ mình chuẩn bị đi phát nha. Dạ vâng, rồi con cảm ơn cô. Rồi con chào cô. Đây thì bây giờ sẽ đây cô bỏ cái này vô rồi mình đóng gói vào cho nó đủ cái số lượng. Cái này là mình làm tổng thời gian là bao lâu thì xong? Bao lâu xong 70 phần? Coi như là sáng phải 4 người nó phụ á. Dạ. Mới kịp đó. Thành viên 4 người phụ mới kịp.
cái lúc này nếu mà thực sự mà đi siêu thị mà mua gom cái này cũng hơi khó đúng không? Khó con. Dạ. Rồi qua cô chạy đi, cô thấy ông kêu mà lên giá nữa mà dạ. Cũng không có luôn. Vâng. Cô ví dụ mình cho vài gói cho vui thôi cũng được thì mình tắt cái gạo lên. Vâng. Vậy đó. Đó, cái đó là cá đúng không? Không có dầu thì đổi bằng cá. Không đó có dầu mà. Như sáng nay con đi mua dầu ăn mà cái đại lý gần nhà cũng hết luôn, trời ơi. Và không có luôn. Không có luôn đấy. Cũng như vậy. Là cô là tại vì có là sao là mình làm từ thiện hồi nào giờ. Dạ, mình quen nhiều mối đúng không? Dạ. Hôm qua là cô phải mua cặp quá đó, nó mắc luôn. Dạ, dạ. Trời ơi, thưa cô ba anh chị, lúc này thì mình sẽ vận chuyển đồ để vào cái khu cách ly ở bên phường 11. Thì cũng phải liên lạc với bên địa phương, sau đó rồi mới thực hiện được. Đây đang là tổ bảo vệ dân phố đây cô bác, khu phố 2, phường 11. Đây các chú trong bên tổ dân phố đã ra để phụ giúp vận chuyển đồ vào, hướng dẫn chỉ đường. Anh chị thì bây giờ xe đã vận chuyển tới rồi, sẽ cái khu cách ly thì nằm ở phía bên tay phải của chúng ta, thì bây giờ sẽ vận chuyển xuống, vận chuyển hàng xuống, sau đó rồi sẽ mời các cô bác ra nhận. Đây thì khi mình cứ vận chuyển xuống ở đây tổng cộng sẽ là 70 suất, thì sẽ các bác bên khu phố là sẽ tự phân phối theo cái danh sách mà các bác đã lập từ trước. Khu này đa số là các cô bác người Hoa. Ở trong những các cái khu cách ly này thì nội bất xuất ngoại bất nhập là sẽ không có được đi ra đi vô khỏi cái sợi dây này. Đây thì các cô bác sẽ ra rửa tay sau đó rồi các cô chú còn xịt khuẩn vào cái món quà. Vậy là đã phát xong ở điểm thứ nhất rồi nha các bạn. Vào trong những cái con hẻm ở đây rất là nhỏ. Cả những cô bác rất là cẩn thận các bạn, người lạ thì cũng không được vào hẻm và ngồi ngoài thôi, sau đó rồi xịt rửa tay rồi hạn chế vào hẻm, còn giao hàng giao tại cái bàn đây. Cái cách tổ chức này rất là tốt để ngăn không có người lạ tiếp xúc. Rồi, cảm ơn các cô. Các cô còn ghi chữ vui lòng gọi người nhận ra nhận này, tức là không tiếp xúc trực tiếp vào trong. Cái cách làm này rất là tuyệt vời nha các bạn.
này đang là đường Lê Thị Bạch Cát rồi các bạn ơi. Đây là hẻm số 168 đường Lê Thị Bạch Cát. Ngày xưa là đường Bắc Việt. Cái điểm này thì sẽ đếm là 43 phần nha các bạn. Đây rồi sẽ kêu các bác tổ trưởng ra để các bác phát. Thì ở đây các cô chú làm hai vòng. Cái vòng thứ nhất là ở ngay ngoài này cô bác ạ, là cái dây này để ngăn không có cho ở ngoài, ngăn không cho ở ngoài dô tiếp xúc tận bên trong. Còn cái điểm phát tốt ở bên trong kia cơ. Đây cũng có những chú, các cô chú ở đây ra phụ. Trong cái khu này đó các bạn là cũng nói chung là khi mà trong các cái khu phong tỏa, tạm phong tỏa như này thì bà con là chỉ sinh hoạt ở trong thôi. Và nói chung là các cô bác thì cũng chỉ từ cái sợi dây này đi vô trong chứ không có đi ra tận ngoài. Đây các cô chú đang đếm cái số lượng cho từng điểm cho nó phù hợp. Đó, thì các chú đang nói cái điểm kia là để từng khu, từng khu một. Đó, đây là sẽ lấy. Đây giờ các cô chú đang đếm này. Đây thì thưa cô bác là cái số lượng khi mà mình cứ phát ra quà là phát trong khu cách ly thì cũng có một số các cô chú ở bên ngoài vào để cũng muốn hỏi xin thêm. Ví dụ như, nhưng mà tuy nhiên thì cái số lượng quà là đã chuẩn bị sẵn rồi nên là nếu mà xin thêm ấy thì mình không có đủ để phát. Đấy, giờ các cô chú đang chuyển dần vào trong. Dạ dạ rồi, cảm ơn chú. Vâng. Vâng vâng. Đây. Cái họ cứ làm mình đâu có biết đâu. Chứ mình cứ đưa họ thiếu. Hả? Chú quản lý đây nhưng mà có cái anh tổ trưởng đây. Dạ vâng, chú tổ trưởng đâu rồi ạ? Chú kêu. Đây sau khi để vô thì các cô chú tự lấy. Ổng biết mặt của người đó là cái nhà đó, em biết không? Có cái nhìn nhà người ta ra hai người. Hai người mà đâu có biết, mà đâu biết mình đưa luôn là cho có. Không, em không có đi ra, em cái khu vực này nguy hiểm lắm. Nha. Đây các chú lại chở rau về chia cho tổng và khu phố.
chứ anh đừng có để ý, thì trong này là đủ ăn tối. Đủ đây là cô, một cô trong tổ dân phố, cô ra sách dùm cho những cái hộ kia. Kêu chị lo chở ổng dùm cũng được em, kêu chị lo chở ổng dùm cũng được. Chị lo ơi, chị lo ơi. Thưa cô anh chị thì ở đây á còn khoảng 10 phần nữa thì cũng có gửi tặng, ở đây là gửi tặng các bác bảo vệ dân phố. Đó. Gửi các bác bảo vệ tổ dân phố. Thì ở khu vực này là các bạn còn rất là nhiều những các cái phòng trọ, nhưng mà theo như ban quản lý thì các chú ấy chỉ chia sẻ với những cái hộ khó khăn thực sự theo như danh sách của tổ trưởng. Thì còn cái số lượng còn lại kia sau khi là 45 phần rồi thì còn dư. Ở đây thì các chú ở trong đấy sẽ tự sắp xếp nhờ vào các bác tổ trưởng để chia sẻ đến cho những cái hoàn cảnh khó khăn thực sự ở trong khu cách ly. Và một lần nữa thì Tuấn Dương xin cảm ơn ông Trang Nguyễn ở Hoa Kỳ đã gửi cái số tiền là 13.872.000 để phát 70 cái suất quà cho bà con trong khu cách ly ở quận 11, đây thuộc là phường 11. Và Tuấn Dương xin dừng video clip này tại đây. Hẹn gặp các cô bác anh chị trong những video tiếp theo. Chúc quý cô bác anh chị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Thank you.
tặng anh phần quà nghe anh chạy gáp nha, tặng anh phần quà. Dạ không có gì, dạ cảm ơn anh. Dạ bà ơi, bà ơi, bà cho con gửi bà phần quà nghe bà. Dạ. Chúc bà nhiều sức khỏe nha bà ơi. Dạ rồi, cảm ơn bà. Dạ cảm ơn bà. Bà mua ve chai đó cả nhà. Dạ bà ơi, con gửi tặng bà một phần quà. Dạ, chúc bà nhiều sức khỏe nha bà ơi. Dạ rồi. Bà bán vé số rồi cả nhà. Dạ chị ơi, chị ơi em gửi chị phần quà nha. Em chúc chị nhiều sức khỏe nha chị ơi. Dạ rồi, cảm ơn chị. Đây, gửi chú phần quà nha chú ơi. Chú này không có nói chuyện được nha cả nhà. Để tặng chú một phần. Dạ cô ơi, con tặng con phần quà cô. Chị làm ơn để lên mình tư. Dạ được. Kèm chứ. Được rồi, con chúc cô nhiều sức khỏe nha cô ơi. Dạ, cảm ơn. Dạ.